Em xin được giới thiệu em Quang, đến từ câu lạc bộ hát đi bạn. Bạn có phải là Bá Quang không? Vâng. Bá Quang nghe giang hồ đồn đại là từng là thủ môn. Giải này thì bạn ghi rất nhiều bàn thắng, thì có bí quyết gì mà từ một thủ môn mà thành một sát thủ trên hàng công như đấy? Ai cứ bảo đứng ở trên côn, à đứng ở trên côn của đối phương thôi. Bóng lên chân thì là cứ đá vào thôi. Thế chính là các đối tác đồng đội của HD Bank đã hỗ trợ cho bạn rất tốt đúng không? Đó, xin bạn giới thiệu đôi chút về đội bóng HD Bank của mình. Tổ chiều khúc đúng không? Vâng, đúng rồi. HD Bank chủ chốt về chiều khúc. Vâng, và sao anh em có bí quyết gì mà lại chơi rất là tốt như thế? Thì anh em chơi rất là lâu rồi. Hàng tuần mình có huấn có được có tập luyện thứ thường xuyên không? Tập luyện thì ít lắm, nhưng mà bên tổ chủ quốc thì có một cái sân đá bóng của làng, mọi người chơi với nhau từ lúc bé lên bây giờ. Yeah, nếu mà trong cùng một làng mà được nhiều danh thủ như thế này đúng là rất là tuyệt vời với làng Triều Cúc. Xin mọi người một tràng pháo tay cho HD Bank. Và đây xin kính mời anh Thiết, huấn luyện viên của Cường Quốc, đồng thời cũng là huấn luyện viên của HD Bank lên trao giải 3 cho HD Bank. Xin mời anh Thiết ạ. Xin mọi người một tràng pháo tay cho anh Thiết. Em hãy chuẩn bị cho anh giải 3. Xin mọi người một tràng pháo tay cho HD Bank. Và xin anh Thiết nắm lại sân khấu đôi phút ạ. Đó, xin cảm ơn bạn. Mọi người xin cho mấy kiểu ảnh ạ. Vâng, lần đầu tiên xin cảm ơn anh. Anh đã mang đến rất nhiều điều tuyệt vời cho giải. Cùng với anh Thường Hói thì chính anh Thiết là người đã giới thiệu cho những đội bóng rất là tuyệt vời để giải chúng ta được thành công như thế này. Xin mời anh đôi lời chia sẻ với giải bóng đá của chúng ta. Cái đầu tiên là tôi rất cảm ơn cái giải bóng đá Thăng Long SC ở đây hội tụ cái bóng đá chỉ là một cái sức tập phần rất là nhỏ. Chúng ta sẽ tập hợp nhau cả những con người đến đây làm những cái việc lớn hơn so với bóng đá. Đấy là điều quan trọng nhất. Còn rất là một cái giải thế này không ai thắng được, không ai thua cả. Chúng ta làm được. Để đằng sau một cái giải thế này, chúng ta sẽ làm được nhiều hơn. Những trẻ em hơn nữa, những việc lớn hơn. Còn cái xét cho cùng, từ bóng đá nó là cái nhỏ, mà cái việc lớn hơn mà các bạn đã làm được, đây là một quan trọng nhất. Rất cảm ơn anh ạ, và chúc anh mọi điều tốt đẹp. Sau đây sẽ là tiết mục đứa bé. Đây sẽ là bài hát do tất cả chúng ta biểu diễn. Mọi người có đồng ý không nhỉ?